chữa nấc do nhiễm lạnh từ nụ hoa đinh hương, đinh hương không chỉ là gia vị thông dụng mà còn là một vị thuốc quý. Sử dụng đinh hương điều trị nấc là một kinh nghiệm lưu truyền và ghi chép trong nhiều sách thuốc cổ. Đinh hương thuộc họ Sim, tên khác là tử hương. Nụ hoa đinh hương, bộ phận dùng chủ yếu của cây, được thu hái vào lúc nụ bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu hồng đỏ, để cả cuốn hoặc ngắt bỏ, phơi âm can hoặc sấy nhẹ đến khô chớ hái muộn nụ hoa đã hé mở hoặc quả non chớm hình thành, vì lúc này chất lượng dược liệu giảm nhiều. Dược liệu có hình cái đinh, dài 1 đến 2 cm, phần trên là cánh hoa chụm lại thành hình cầu bao bọc rất nhiều nhị, phần dưới là đài hoa hình trụ, thoát hẹp dần. Mặt ngoài màu nâu hồng hoặc nâu tía, có những vằn nhỏ, chất cứng, bẻ ra có dầu, mùi thơm hắc, trong y học cổ truyền, đinh hương có vị cay, tê, mùi thơm đặc trưng, tính ấm, có tác dụng kích thích, làm thơm, ấm bụng, chống nôn, giảm đau, sát khuẩn, làm săn, tiêu sưng, được sử dụng làm thuốc, ôn lý, làm ấm, để chữa các chứng hàng, liều dùng 2 đến 5 gam sắc uống, nguyên nhân gây nấc, nấc gây ra bởi sự co thắt của cơ hoành, cơ ngăn cách ngực với bụng. Những cơn co thắt này có thể do rối loạn dây thần kinh phế vị. Nếu nấc kéo dài nhiều giờ, đó có thể do tổn thương thực thể, do một bệnh lý khác hình thành, đồng y cho rằng nguyên nhân gây nấc do ngoại cảm tà khí, cảm phải thời tiết khí hậu hoặc do nội thương trong cơ thể, cũng có thể nấc do ăn uống không điều hòa, khí ở dạ dày ngược lên trên, nấc do nhiễm lạnh thường có tiếng trầm, về chiều tiếng nấc nặng hơn và liên tục, kèm theo những biểu hiện như chân tay lạnh, nấc do nhiệt thịnh, tiếng nấc to, mạnh, kèm theo những biểu hiện của chứng nhiệt. Nóng Nấc do nội thương, cơ thể suy yếu, tiếng nấc yếu, nhẹ, không liên tục, kèm theo biểu hiện mệt mỏi chán ăn, mất ngủ. Cách sử dụng đinh hương chữa nấc, cách 1, đinh hương, 5, 7 nụ, cho vào miệng nhai nát, từ từ nuốt dần nước, cuối cùng nuốt bã. Thông thường sau khi nhai một lát sẽ hết nấc, cách 2, đinh hương 2 gam, vỏ quýt 10 gam, gừng tươi 3 lát, gạo tẻ 50 gam, 3 vị đinh hương, vỏ quýt và gừng sắc lấy nước thuốc bỏ bã. Cho gạo vào nấu cháo, chia ra ăn trong ngày, cách 3, đinh hương, thị đế, tai quả hồng, liều lượng bằng nhau, sấy khô, tán bột mịn. Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 3 gam. Bài thuốc chữa bệnh từ đinh hương, dùng độc vị, bài 1, đinh hương tán thành bột thật mịn. Trộn với nước mía ép và nước cốt gừng làm thành viên to bằng hạt hạt sen, ngày dùng 3 viên, ngậm trong miệng và nuốt dần. Dùng trong trường hợp nôn, buồn nôn do nhiễm lạnh, bài 2, đinh hương 14 nụ, nấu với 100ml rượu trắng, đun cạn còn khoảng 40ml uống khi thuốc còn ấm, hoặc có thể sắc nước uống. Dùng trong trường hợp tiêu chảy, miệng nông chôn tháo, bài 3, bột đinh hương 3 g hòa với nước gừng uống. Dùng trong trường hợp đầy bụng khó tiêu, dùng phối hợp với các vị thuốc khác, bài 1, đinh hương 2 gam, sa nhân 6 gam, bạch trượt 12 g tán bột, uống mỗi lần 2 đến 4 gam. Ngày 2 tháng 3 lần. Công dụng, chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thổ tả, bài 2, đinh hương giả nhỏ, ngâm với cồn, càng lâu càng tốt, rồi tẩm vào bông, chấm vào chỗ răng đau. Công dụng, chữa sâu răng, đau răng, bài ba, đinh hương một phần, đọt cây dứa dài hai phần, giả nát, đắp và băng vào nơi tổn thương. Công dụng, chữa đinh râu, bài bốn, tinh dầu đinh hương, tinh dầu bạch đàn, trần bì, hạt mùi, menthol, natri bicarbon, axit citric, trộn đều, làm viên mỗi lần dùng 2 gam cho vào nước sôi rồi xong họng. Có thể ngậm súc miệng, chữa viêm nhiễm đường hô hấp, viêm xoang. Bài 5, đinh hương 20 g lông não 12 g cồn 90 độ 250 ml. Ngâm 7, 10 ngày. Lọc bỏ bã. Khi dùng, lấy bông thấm thuốc bôi, rồi nắng bóp nơi đau nhất. Ngày 2 lần. Công dụng, chữa phong thấp, đau nhức xương, chân tay lạnh.